Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Trần Nam đây. Thì hôm nay mình sẽ nói về một cái vấn đề gọi là thay cái lá cô nào cho nó hợp lý và chạy cái xe của chúng ta là ngon. Thì khi mà các bạn thay một cái bộ lá cô đúng không, các bạn cứ nghĩ là thay một cái, mua một cái loại tốt, mắc tiền, rồi là thương hiệu gì đó, đó các bạn thích ấy, các bạn ráp vô là chạy sẽ ok đúng không? Nhưng mà thật ra nó không phải là như thế. Cái bộ nồi côn này các bạn cứ nghĩ là đơn giản, chỉ việc thay lá côn ráp vô là chạy ngon đúng không? Nhưng mà nó thật sự nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều và nó có nhiều cái lỗ xảy ra. Thì thật ra thì những cái bệnh này các bạn lên YouTube các bạn tìm thì nó sẽ có rất là nhiều bệnh khác nhau, nhưng mà cơ bản là nó có hai loại bệnh chính, đó chính là một là không cắt hết côn, hai là khi mà chúng ta thả cái tay côn ra nó sẽ giựt cái tay của mình, là cái xe của mình nó bị giựt đi chứ nó không có mượt mà chạy được nha. Thì những cái hiện tượng đó nó xảy ra như thế nào thì mình cũng sẽ giải thích ở đây theo những cái kinh nghiệm thực tế của mình đã trải qua và mình có những kinh nghiệm của riêng mình sẽ nói tới các bạn, hy vọng là nó sẽ giúp ích gì đó cho các bạn. Rồi, khi mà chúng ta tháo một cái bộ nồi côn ra đúng không, chúng ta cái lá côn của chúng ta bị hư, chúng ta thay lá côn mới, chúng ta sẽ chọn một cái loại chủng loại bố côn như kiểu Koji, Line, rồi CTR, rồi là cái loại gì, bất cứ một cái loại gì đó các bạn cứ thấy nó cao cấp, ý là cái giá tiền nó cao, xong rồi các bạn lựa chọn những cái hàng hot, cái đấy là người ta hay xài nhiều lắm thì chắc ngon lắm, rồi các bạn cứ lấy cái loại đấy về ráp. Nhưng mà khi các bạn ráp vô ấy thì nó sẽ có một cái hiện tượng, một là không cắt hết côn, hai là khi mà chúng ta rà côn thì nó giựt, nó không có mượt xe của chúng ta. Đó, thì cái hiện tượng không cắt hết côn ấy các bạn, khi mà chúng ta thay cái lá côn mới vô mà cái thông số của nó chính xác, cái độ dày của nó đúng như zin, đúng theo thiết kế thì nó sẽ cắt côn bình thường nha. Nhưng mà khi mà chúng ta thay một cái bộ lá côn nó vô mà nó chỉ cần dày hơn một chút thôi, một cái lá nó dày hơn khoảng tính bằng gem thôi. Nhưng mà cái này nó có 4 lá sắt và 5 lá của Winner, là có 4 lá sắt và 5 lá côn. Nếu mà một cái lá côn của nó sai số một chút và một lá sắt sai số một chút thì nó sẽ dày hơn, tính theo bằng ly luôn. Thì nếu mà trên cái độ chính xác của cái côn của chúng ta, nếu mà nó sai cũng khoảng 1 ly là rất là nguy hiểm rồi. Tại vì sao? Khi mà chúng ta ráp cái côn ở đây nè, khi mà chúng ta ráp cái đúng chính xác thì cái côn nó sẽ nằm đúng vị trí chứ mà, đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta dày hơn thì cái này nó sẽ đẩy lên cao hơn, nó sẽ bị đẩy lên cao hơn. Và khi nó đẩy lên cao hơn như vậy thì chúng ta ráp vào ở trong cái nhông sau ấy, cái chuồng heo ấy, thì nó sẽ khi mà chúng ta bóp côn cái này nó sẽ bị kẹ vào trong cái chuồng heo và nó sẽ không có cắt hết côn được nha. Đó là một hiện tượng. Và nếu mà trường hợp nó xảy ra thì chúng ta sẽ có hai cách giải quyết, một là vớt ở bên trong chuồng heo, hai là vớt cái mặt này xuống một chút, cũng khoảng tầm ly, hai ly gì đó. Làm sao mà vớt đừng cho nó quá mỏng nha. Thì khi chúng ta cắt côn thì cái này nó sẽ không bị chạm vào chuồng heo, thì nó sẽ giải quyết được vấn đề đó. Cho nên nó sẽ gây cho chúng ta cái phức tạp phải đi vớt. Đó. Rồi, cái đấy là cái đầu tiên mình nói về cái vấn đề mà không cắt được côn hết. Cái thứ hai đó chính là khi mà chúng ta ráp vô cái tay côn của chúng ta sẽ nó bị giựt như thế này. Đó, thì nó có một cái vấn đề xảy ra nữa, đó chính là nhiều khi những cái bộ côn độ ấy, những cái mặt này nó vớt không chính xác. Chúng ta cứ nhìn thấy nó gia công như thế này thì mình bảo là chắc chắn nó cho lên máy móc thì máy tiện cái thứ nó phải chính xác tuyệt đối đúng không? Nhưng mà có nhiều cái nó bị lỗi các bạn ạ. Khi mà các bạn gắn vô trong xe á, các bạn quay trơn thử nha. Ý là cho gắn nó vào trong xe, chưa ráp là bố chúng ta quay cái bánh xe vào số quay bánh xe để cho cái này nó quay theo này. Thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng. Sẽ thấy rõ là cái này nó bị nhảy các bạn. Cái mặt này nó bị hơi nhảy một chút. Nếu mà ví dụ nó nhảy một chút thôi, nó ảnh hưởng cái tay của chúng ta, nó bị một chút nhẹ nhẹ thì cái đó là bình thường không sao cả. Nhưng mà nó bị nặng luôn rồi thì chúng ta phải tháo ra, một là thay cái loại, thay cái khác, hai là vớt cái mặt này đi, đem ra tiện gia công để người ta can lại, người ta vớt lại đi thì nó sẽ đỡ hoặc là hết. Nếu mà hết thì ok, mà nó giảm thiểu, nó còn một chút thôi thì vẫn chấp nhận được thì là ok nha, là tốt. Rồi, tiếp tục về cái việc mà chọn lá bố, lá côn. Thì chúng ta thường hay chọn những cái lá côn hot chứ không phải là lá côn chất. Ý là hàng hot trên thị trường như kiểu những cái lá côn của cái thương hiệu Line rồi là CTR hay là cái gì Koji được các kiểu, những lá côn ở trên thị trường mà chúng ta thấy là đồ chơi các kiểu đấy, chúng ta thấy nó hot thì chúng ta cứ nghĩ là nó tốt, nhưng mà nó tốt một phần nào đó, nhưng mà nó có phù hợp với cái cách chạy của chúng ta không là một chuyện nữa. Thì ở mình ấy thì mình cũng đã gắn rồi các bạn ạ. Ý là mình những cái loại bố mới ra thì mình gắn cho khách rồi, nhưng mà nó cũng có cái hiện tượng rất đau đầu và nó không giải quyết tốt những cái vấn đề mà cảm giác chạy của chúng ta. Thì ở trên những cái lá bố ở hàng ngoài ấy thì cái độ ma sát của nó tốt, nhưng mà các bạn ạ, nhưng mà khi mà chúng ta rà côn mà chúng ta mới thả ra thì một là nó sẽ bắt hỗn,
nó bắt rất hỗn, hai là nó sẽ bị giựt, nó nửa bắt nửa không ấy. Nếu mà khi mà chúng ta đang giữ để cho nó chưa, cái côn của chúng ta chưa bám hẳn, chưa thả cái tay côn ra thì nó sẽ bị giựt, nó lúc bám cứng lúc nó trượt đi thì cảm giác của mình sẽ nó bị giựt, rất khó chịu. Thì cái hiện tượng côn này thì giải quyết hết cái đó cũng không giải quyết hoàn toàn được. Tại vì cái côn này nó làm bằng như kiểu là bằng bột. Cái côn này nó làm bằng bột xong rồi nó đúc ra, nó đúc ra cái keo này, cái mặt bố này giống như kiểu mặt bố dạng bột. Còn là zin của chúng ta á, cái FCC này là cái hãng gia công dành cho bố côn của Honda nha, và Yamaha ECD này các bạn ạ. Thì hai công ty FCC và ECD này ấy, là hai cái thương hiệu mà làm lá côn, làm về cái vấn đề bộ ly hợp là thuộc dạng top đầu trên thế giới. Người ta được hãng Honda và hãng Yamaha người ta lựa chọn để lắp ráp cho chiếc xe của họ. Thì không phải là đơn thuần người ta thích là người ta ráp đâu. Tại vì người ta đã qua kiểm định chất lượng và những cái chất liệu nó làm, và là khi mà cảm giác chạy của chúng ta thì nó sẽ đáp ứng được đầy đủ các cái yếu tố để cái xe của chúng ta chạy ngon. Thứ nhất là khi chúng ta rà côn nó sẽ mượt, nó bám nhẹ, mà khi mà chúng ta chạy xe zin chúng ta thả côn nhẹ ra nó bám rất là mượt. Cái thứ hai là cái độ cháy nó sẽ hoạt động ở nhiệt độ cực cao, chống ma sát cực tốt. Các bạn cứ nghĩ là bố độ là nó sẽ không cháy đúng không, rồi cái bố này nó sẽ nhanh cháy hơn, không phải đâu các bạn ạ. Thì cái lá này mà các bạn chạy không đúng kỹ thuật, các bạn rà quá trớn thì nó cũng sẽ cháy, nhưng mà cái này các bạn rà quá trớn nó cũng sẽ cháy. Nhưng mà nếu mà các bạn chạy tốt, chạy bình thường như các bạn biết kiểu chạy mà không bị rà côn thứ ấy, thì cái bố này nó sẽ ngon hơn nha, mình bảo đảm luôn. Còn cái côn này thì nó cũng sẽ không cháy đâu, cái bố này thì nó sẽ không cháy nếu mà các bạn chạy đúng kỹ thuật, nhưng mà cái độ bền cái này nó sẽ cao hơn chắc chắn luôn. Rồi là khi mà cái này là bố côn, cái mặt của nó dạng sợi, những cái sợi người ta làm ra là người ta kết tinh, người ta làm để gia công nó lên đây, thì khi nó bị mài mòn đi ấy, nó ra một cái dạng sợi dạng bột, nó sẽ ra những cái li ti từng nhỏ chứ nó không có vón ra một cục. Như kiểu những cái này mà nó bị mài mòn đi thì nó sẽ vón ra thành những cái cục của nó bít vào những cái lưới bơm nhớt của mình, nó sẽ gây nghẹt cái đường nhớt, nghẹt cái bơm nhớt và không bơm nhớt lên đầu thứ được. Còn cái này nó sẽ làm tơi ra và nó một phần nó sẽ lọc ở trong cái lọc lưới của chúng ta, cái phần còn lại nó sẽ được lọc ở trong cái lọc li tâm ở trong cây dên á, thì cái này nó sẽ bảo đảm được cái đó. Khi mà nó bị ma sát mài mòn nó sẽ không vón cục và nó sẽ không gây hại tới cái đường nhớt của mình. Cái này nó hãng người ta thiết kế rồi, là người ta làm thì người ta đã tính rất kỹ rồi. Rồi cái này là cái mình muốn nói với các bạn ấy, thì nếu mà các bạn lựa chọn những cái thương hiệu ở trên thị trường thì cũng ok thôi, nhưng mà mình cũng nói ra để cho biết cái cách hoạt động của nó như thế nào thì các bạn có thể lựa chọn. Còn như mình làm cho khách ấy, thì bây giờ mình cũng sẽ tư vấn cho khách là xài hàng zin thôi, còn những cái hàng loại độ thứ như thế này ấy, thì mình cũng sẽ không khuyến khích. Ví dụ mà các bạn thích thì mình sẽ thay, còn nếu mà mình làm cho các bạn ấy thì mình sẽ làm bố FCC chính hãng. FCC này là gia công do Honda nha. Hàng này là hàng người ta bán ra ngoài, cho nên là cái mặt bố là cái chất lượng của nó thì cũng ngang ngửa, rồi cũng như kiểu nhìn chính hãng thôi, nhưng mà giá cả sẽ tốt hơn. Hoặc là mình sẽ thay cái loại chính hãng cho các bạn để đảm bảo là cái số đo nó đúng, ráp vô nó sẽ không bị bật, và chúng ta chạy thì thả côn nhẹ nhàng hay là chạy ở trên đường trường các thứ sao thì nó sẽ đáp ứng cho cái nhu cầu chúng ta, nó gọi là cảm giác chạy nó ngon luôn, ngon lành cành đào. Rồi những cái mặt bố mà hàng bên ngoài người ta gia công ấy thì mình cũng cảm giác trực quan của mình ấy thì nó sẽ cứng hơn, và cái chất liệu của nó thì mình cũng không biết người ta làm từ cái gì, nhưng mà thấy nó cứng hơn. Và thật sự thì những cái thương hiệu này, những cái loại bố này thì cũng là khá là nổi tiếng đúng không? Các bạn chắc cũng biết tới những thương hiệu như kiểu Line hay là Cozy các kiểu đó, thì nó cũng thực dạng thương hiệu mà các bạn cũng biết tới nhiều rồi. Nhưng mà cái chất lượng của lá bố của nó ấy, thì mình cảm giác là nó sẽ không bao giờ được như zin cả, tại vì nó cứng hơn các bạn ạ. Cho nên là cái độ bám cứng của nó sẽ không được như cái kia. Và nhiều khi mà nó chịu nhiệt ấy, các bạn ma sát mạnh đúng không, thì cái độ chịu nhiệt của cái này nó cũng sẽ không tốt bằng như zin nha. Như cái lá bố zin của mình. Rồi tiếp tục nói tới cái lá sắt. Ví dụ mà như cái lá sắt của chúng ta, nếu mà chúng ta thay cái lá bố zin thì chúng ta nên thay cái lá sắt mà lá sắt mịn. Nhiều người bảo là cái lá sắt mịn như thế này thì nó sẽ không có nuôi nhớt tốt ở cho cái lá bố của mình. Cái đó là một cái điều hết sức sai lầm các bạn. Tại vì ở trên cái lá côn của chúng ta nó đã có những cái rãnh như thế này rồi. Nhà thiết kế hãng người ta không ngu đâu, người ta đã thiết kế ra những cái rãnh như vậy là nhớt nó sẽ tản ra ở những cái rãnh này và nó sẽ nuôi tốt. Còn cái lá sắt này ấy, một là nó làm về cái độ bám. Như kiểu cái bố côn của chúng ta, cái loại zin ấy nó mềm, mình sẽ
cái độ bám bắt của nó tốt rồi thì mình sẽ xài cái loại mịn vậy, nó chống ma sát, nó sẽ không ma sát bằng những cái lá lỗ, thì cái độ bền của cái lá côn gin của chúng ta sẽ tốt hơn nha, và cái độ bám cứng của nó thì vẫn sẽ được đảm bảo. Nhưng mà nếu mà chúng ta thay cái lá côn độ, cái mặt bố nó cứng hơn thì chúng ta nên thay cái loại mà có lỗ. Có lỗ ở đó thì nó sẽ ma sát tốt hơn và nó cũng sẽ nuôi nhớt, thì đúng, nó có lỗ thì nó nuôi nhớt tốt hơn. Nhưng mà ở trên lá gin thì không cần thiết như thế. Còn như cái lá độ ấy thì lá côn độ nó cứng hơn thì chúng ta nên thay cái loại mà có lỗ, thì nó sẽ đồng bộ với những cái lá độ. Còn như lá gin thì chúng ta nên thay cái loại mịn như này. Nhưng mà mình cũng phải nói là cái lá mịn như vậy không phải nó sẽ không nuôi nhốt tốt hay là sao nó gây ra hiện tượng gì đâu. Cái lá mịn như thế này là nó hãng nó thiết kế đó. Khi chúng ta thả côn nhẹ nhẹ ra nó sẽ không có độ ma sát nhiều, nó sẽ trượt đi nhẹ nhàng cho chúng ta chạy thoải mái. Đó. Rồi cái việc mà bộ ruột côn 5 lò xo như thế này nữa, nếu mà chúng ta thích thì chúng ta thay thôi. Nếu mà chúng ta chạy ở tốc độ cao hay là cái xe chúng ta đã mở tua rồi, chúng ta thay cái loại này là hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn tiết kiệm lại thì chúng ta hoàn toàn có thể xài lại cái lò gin nha, cái côn gin của nó. Và nếu mà lá côn chúng ta hư, chúng ta thay lại lá côn, xong rồi chúng ta thay 4 cái lò xo độ thôi, thì là cũng đã rất ok, tay cảm giác bóp côn nó cũng nhẹ nhàng. Còn những cái này thì côn nó sẽ nặng hơn một chút. Cảm giác chạy trong đường phố chúng ta ra nhiều nó sẽ gây ra cái hiện tượng mỏi tay. Nhưng mà cũng sao, nếu mà các bạn muốn thì các bạn cứ thay thoải mái. Còn như mình thay thì mình sẽ can lại cho các bạn, ok, chắc chắn là sẽ chạy sẽ ngon lành. Rồi mình mới giao xe mình mới lấy tiền nha. Còn nếu mà nó đang có một cái vấn đề gì đó mình sẽ khắc phục lại cho các bạn ngon lành thì mình mới giao xe. Chứ không có để cái hiện tượng mà chạy không ngon lành mà mình lấy tiền rồi mình giao xe cho các bạn. Mình sẽ không làm như thế. Mình sẽ làm cho nó ngon lành, cảm giác chạy ngon lành nhất có thể thì mình sẽ giao cho các bạn ưng ý ngon lành trả tiền cho mình. Còn nếu mà không thích nữa mình khắc phục làm sao mà các bạn chạy cảm giác không thích thì các bạn trả đồ cho mình đáp đồ cũ cho các bạn. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ ai mà mình đã ráp vô thì mình sẽ căn chuẩn nhất cho các bạn để các bạn sử dụng ngon lành, đúng không? Cái này chỉ là một cái biện pháp cuối cùng đó. Mình nói ra là khi mà mình tháo đồ ra mình lấy về mình ráp lại gì cho các bạn thì cái đấy là thuộc dạng mình quá củi bắp rồi. Nhưng mà cái đấy là sự lựa chọn cuối cùng để cho các bạn yên tâm thôi, chứ cái trường hợp đấy nó sẽ không xảy ra đâu. Thì cái việc mà mình thay cái lò xo độ cho khách hàng ấy, thay nồi côn gin đúng không, xe mình cũng đã làm xe mở tour cho khách tới 12.500 vòng để khách chạy đi tour á, rồi cũng thay 4 cái lò xo độ trên cái nồi gin nha, trên cái ruột nồi gin 4 lò xo mà mình thay 4 lò xo độ thôi. Xe người ta đang ngon mình không thay lá côn luôn, nhưng mà khi ráp vô ấy, thì khách trải nghiệm cực kỳ là ok, tại vì khách cũng có phản hồi mình là ý là nhà cô nào bay chứ không có bị bỏ tua hay gì, chạy rất sướng. Cho nên là các bạn cứ hoàn toàn yên tâm, ví dụ mà các bạn muốn thay 4 lò xo để tiết kiệm chi phí hoàn toàn yên tâm là nó sẽ chạy ngon nha, chứ không phải là nó không đáp ứng được đâu. Còn nếu mà các bạn có tiền có chi phí, các bạn muốn lên cái bộ nồi như thế này thì các bạn có thể bỏ ra làm chạy, thì nó khi chạy tour thì nó sẽ cực kỳ ok, nhưng mà nếu mà chạy trong đường phố thì các bạn phải chấp nhận nó hơi mỏi tay một chút đó. Rồi, đó là một phần vài cái chia sẻ về cái kinh nghiệm làm côn của mình. Thì cái này không phải là một sớm một chiều mình có thể nghĩ ra hay là mình đoán ra đâu các bạn ạ. Những cái làm thực tế mình đã bị vật ở trên xe rồi và mình đã giải quyết được nó, thì mình chia sẻ ở đây thôi, hy vọng nó sẽ giúp ích gì đó cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Cảm ơn các bạn.